Chào các em, hôm nay thì chị sẽ kể một câu chuyện để thử trí thông minh của chúng mình nhé. Bây giờ thì các em hãy cùng nghe chị kể chuyện nhé. Trong một rừng rậm, bác voi nổi tiếng là thông minh uyên bác nhất. Một hôm, khỉ, thỏ, gấu, chó muốn thỉnh voi làm thầy của chúng. Bác voi mỉm cười và nói rằng: "Bác ra một câu đố, ai đáp đúng bác nhận người đó làm học trò." Khỉ, thỏ và gấu, chó tập trung tinh thần lắng nghe. Bác voi chậm rãi nói: "Có một cái bàn vuông bị người ta cưa mất một góc, vậy còn lại mấy góc?" Khỉ thì vội vàng đáp trước: "Còn ba góc." Thỏ thì nghĩ tới nghĩ lui: "Còn bốn góc." Gấu trắng thì lấy một cành cây vẽ ở trên đất một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên quả quyết: "Còn năm góc." Như vậy thì bọn họ ai là người đã nói đúng nhỉ? Các em hãy giúp chị giải đố bài toán này đi nào. Giờ chị sẽ đọc lại nhé. Trong rừng rậm, bác voi nổi tiếng là thông minh uyên bác nhất. Một hôm, khỉ, thỏ và gấu và chó muốn thỉnh bác voi làm thầy. Nhưng bác voi mỉm cười và nói rằng: "Bác ra một câu đố, ai đã trả lời đáp án đúng thì bác sẽ nhận người đó làm học trò." Có một cái bàn vuông bị người ta cưa mất hết một góc, vậy còn lại mấy góc? Khỉ thì vội vàng đáp trước: "Còn ba góc." Còn thỏ thì nghĩ tới nghĩ lui rồi trả lời: "Còn bốn góc." Và gấu trắng thì lấy một cành cây vẽ trên mặt đất một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên quả quyết: "Còn năm góc." Vậy thì bọn họ ai là người đã trả lời đúng nhỉ? Bây giờ thì chị sẽ giải đáp cho các em cái câu hỏi này nhé. Thực ra thì khỉ, thỏ, gấu và chó trả lời đều có thể cho là đúng nhé. Bởi vì khi cưa góc của một bàn vuông, nó sẽ ra ba trường hợp: có thể còn ba góc, hoặc có thể còn bốn góc, hoặc có thể là năm góc nhé. Như vậy là chúng ta vừa mới giải câu đố của bác voi nhé. Thì không biết là các em có trả lời đúng như là đáp án chị vừa đưa ra không nhỉ? Bây giờ thì chị tạm dừng video ở đây nhé. Tạm biệt các em nhé. Bye bye.